Em lại chào cả nhà nhá. Hôm nay em rơi rối, em cầm máy đi dò su. Thấy chưa? Vườn ấy ở đâu nhỉ? Ở đây không? Ở đây, chỗ này không? Hôm nay dỗi em lại đi mót su, mót từng viên một cũng rất lâu, nhưng mà chịu khó mót thôi. Chắc vẫn còn này, còn vẫn ở đây. Là rộng đấy, nó nhiều đất lắm, chỉ ở cái chỗ bàn đấy thôi. Chào. Thế mà không thấy à?
Đây. Đây đây đây. Này rồi. Đây em cho cả nhà xem nhá. Em mót được một lúc rồi. Đây là trong ruộng nhá. Mấy cày con ốc tuột ra, mấy cày người ta băm ra trước là nó lăn xuống cái ruộng là người ta băm ra vụn hết rồi. Nhìn chả thấy chữ. Đấy, đồng này đẹp này các bác này. Đồng này nhìn chắc chắn đấy. Nhưng mà em không biết chữ, không biết là gì, nhưng mà đồng nhìn đồng tiền này chắc chắn nha. Đẹp không cả nhà? Đấy. Mặt sau không biết có chữ không? Mặt sau hình như có chữ nhá. Nhưng mà nó hơi mờ. Đồng này rất đẹp này, nhưng mà không nhìn thấy chữ. Rồi em chào cả nhà nhá, em lại đi dò đây, đi chơi rảnh đi chơi, cầm cái máy đi dò lấy vài đồng về chơi. Đấy. Đấy, mua. Đi mua thì chưa chắc đã được xu chuẩn đâu. Đi gió này là được xu chuẩn nha, xu chuẩn cổ nha.
Giờ người ta cái gì người ta cũng làm nhái được hết. Đấy. Rồi em chào cả nhà nhá.